Xin chào anh em, cái kênh channel của mình thì lần trước mình có review game kiếm tiền ETH ở trên mạng ấy, trên mạng xã hội ấy. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi một cái trò chơi đó là Bullet Echo. Đây là game kết hợp giữa hai nền tảng, Battleground với cả game liên minh. Chúng ta sẽ vào cái chỗ phần hero này. Cái phần hero này là chúng ta có thể chọn được những cái đây, hero đây. Chúng ta sẽ chọn được những nhân vật yêu thích bằng cách chúng ta thu thập các mảnh của nhân vật này và sẽ mở mở ra nhân vật đấy. Những cái mảnh mà thu thập ở đây này, hoặc là chúng ta có thể đạt được những danh hiệu để nhận nhân vật nhé. Đây, danh hiệu khi vào thì chúng ta sẽ được luôn cái thằng nhân vật Staker này luôn, và chúng ta sẽ được những nhân vật tiếp theo là khi chúng ta nhận thưởng nhé. Ok, ở đây cũng có thể đua danh nhé. Thì hiện tại tôi đang ở danh thứ 9 trên bảng xếp hạng của Legend Win 3. Thì anh em có thể phấn đấu làm sao được thứ hạng cao nhất. Ở đây chúng ta có thể làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ ở đây thì anh em cứ chơi thôi. Và khi hoàn thành nhiệm vụ thì anh em kích vào cái chỗ mission này để nhận các nhiệm vụ ở đây, nhận các phần thưởng, các mảnh kim cương với cả kinh nghiệm. Ở đây anh em có thể kết bạn, khi chơi game xong kết bạn với những người cùng chơi game với mình, hoặc là anh em có thể send invite, tức là anh em gửi lời mời kết bạn trên các nền tảng khác nhau để rủ bạn bè vào chơi nhé. Ok. Nói sơ qua một chút là cái phần hero này anh em có thể thay đổi skin, tức là trang phục cho cái thằng hero của mình, và có thể mặc đồ được. Đấy. Mặc đồ được luôn nha. Cái chỗ này thì khi anh em đăng nhập bằng Facebook. Đấy, anh em đăng nhập bằng Facebook thì nó hiện luôn cho anh em cái này luôn. Ở trên cái phần shop thì không có gì đặc biệt lắm. Anh em, một là anh em sẽ phải bỏ tiền ra để mua skin. Đây, mua nhân vật. Mua nhân vật. Hoặc là xem quảng cáo để nhận thưởng. Hoặc là bỏ tiền để mua đầu tư. Đầu tư, nếu mà chơi anh em chơi mục đích giải trí vui vui thì tôi khuyên anh em chơi vui thôi, không cần phải nạp tiền đâu nhá. Ở phần chế độ chơi này thì nó có 3 chế độ chơi, đó là chơi 3 người với nhau, chơi một người, còn chỗ này là chơi kiểu thi đấu ấy, thi đấu giữa các thế giới với nhau ấy. Ví dụ 5 người, 5v5 ấy. Đấy, còn hiện tại thì chúng ta cứ chơi hai cái chế độ này thôi. Vì nó chưa mở giải nên chúng ta chỉ chơi thế thôi nhá. Cái phần chat này tôi nói qua cho anh em là anh em chỉ có thể chat với những cái người nào người bạn của chúng ta đang online thôi nhá. Nó không phải là chat ôn, cũng không phải là chat thế giới. Nó không giống những cái game khác, đây là game kiểu nội bộ với nhau thôi. Game nội bộ là chat nội bộ với nhau thôi, nhưng mà thực ra là chơi sẽ là chơi giữa các game thủ với nhau, game thủ thế giới với nhau. Ở đây sẽ đợi 30 giây, nếu mà trong 30 giây này nó không vào thì đến giây thứ 30 nó sẽ tự vào cho anh em. Nên em không phải lo, đây nó hiện tên này với cả lực chiến bên cạnh luôn nhá. Nó cho anh em 4 giây để đi vào.
Ở trong này thì anh em cố gắng đi tìm đồ càng đồ nhiều nhất. Nạp đạn. Mấy cái này có tác dụng gì? Mấy cái này có tác dụng là giúp anh em tăng súng này. Thì mẹ giật cả mình thì mẹ đạn tôi yếu quá. Ui thua rồi các bạn. Mẹ vừa vào đã thua rồi. Vừa vào đã thua rồi các ông ạ. Thôi đồn xếp thôi. Mẹ làm gì có tiền đâu. Lên được có 50. À ở đây là mỗi lần chơi nó sẽ hiện ra một cái offer để chúng ta mua. Đây. Offer này, offer cũng đẹp ngon chứ nhưng mà mình không có tiền làm sao mình mua được đúng không anh em? Mua ở đây thì rất là đơn giản, anh em cứ nạp mua thẻ cào bên ngoài. Nếu mà nạp trực tiếp qua game. Đấy, nạp trực tiếp qua Google Play luôn thì hiện tại thằng Viettel nó đã mở cái thanh toán cho trò chơi qua Google Play rồi. Anh em chỉ cần nạp tiền các nạp tiền các qua Viettel hoặc là Vina, nói chung là anh em dùng mạng nào anh em cứ à đâu anh em chỉ dùng Viettel nhá, có mỗi thằng Viettel thì nó sẽ nạp cho anh em nhá, còn thằng khác thì nó không nạp đâu. Đấy, rất là một thằng ấy nhá. Giết được một thằng này xuống. Ui nó bắn phát chết luôn. Tại vì tôi không để ý đằng sau. Thằng đồng đội mình cũng ngu ấy. Hề. Chưa gì đã chết rồi. Đây là cái những cái vật phẩm, bốn vật phẩm ở đây là lắp cho súng nó cho nó đam mạnh hơn. Còn khi cứu, khi giết người thì chúng ta sẽ có cả chế độ cứu. Chơi ba người, có cả voi luôn nhá. Cái vật phẩm này là tôi đã nói với anh em đấy, là trang bị cho hai nhân vật khi ở bên ngoài nhá. Còn khi vào chơi game là chúng ta không nhặt được vật phẩm này đâu. Khi vào chơi game chỉ nhặt được vật phẩm là súng thôi. Nhặt càng nhanh càng tốt. Thằng này to quá, đéo đi được không ạ? Nếu mà là cái thằng kiểu kiểu nó đi bị vướng ấy. Đi cùng nhau đi các bạn ơi. Nguy hiểm vãi lồn. Đạo rồi nha. Cái chơi trò này rất là dễ. Nhưng mà ôi dồi ôi, mình đi vào bom ạ. Hay quá. Được, hình như thắng rồi sao ấy. Đấy, cứ tiêu diệt hết đồng đội của nó trên cái bản đồ đấy là anh em thắng, và anh em sẽ được nhận những cái phần thưởng như là cúp này,
Cái gì nhỉ? Cái này mình chưa hiểu lắm. Cái đầu lâu. Còn đây là tiền cờ kinh nghiệm. Xong thì chúng ta sẽ lên hạng. Cái điểm đấy là điểm lên hạng nhá. Đây, hoàn thành ngay. Cứ hoàn thành một cái là chúng ta nhận được ôi, nhận được rất là nhiều luôn. Hình như tôi nhận được một cái đồ cho hero hay sao ấy. Bàn tay. Ok, trang bị luôn. Thằng này tôi giải thích cho anh em nhé, tại sao tôi cứ dùng thằng này, vì thằng này nó máu nó trâu này, giáp nó cũng trâu này, có mỗi đam nó có 75 thôi, nên tôi vẫn 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 thích dùng thằng này hơn. Thằng này nhiều đạn, bắn nhiều hơn đấy, tôi vẫn thích dùng thằng này. Vì tại sao tôi lại không dùng những cái thằng kia, vì vì dùng những cái thằng kia có thằng đam khỏe, có thằng giáp khỏe. Ui súng ngắm đéo ơi, bắn kinh nghiệm. Ủa và đã chết rồi. Ok, đấy là tôi chơi cho anh em hai màn chơi nhá. Hai màn chơi của Battle Royale 3 người chơi với nhau. Hiện tại tôi sẽ vào chơi luôn là một người. Thì ở đây chơi một người thì nó sẽ độ khó nó cũng cao hơn cái thằng kia nhiều, tức là một mình sẽ chơi với chục người. Đấy, một mình sẽ đấu với chục người. Ai ở lại cuối cùng thì thắng thôi. Nó cũng có vòng bo như kiểu nó cũng có vòng bo như kiểu nó cũng có vòng bo như kiểu chơi đã thì nói sao ạ. Máu tôi yếu và đi bên cạnh là nó biết ngay này. Map đông à, mình đứng vị trí thứ ba rồi, có mỗi hai thằng phải cứ đấy, thế thôi. Ok, linh phần linh thì tôi sẽ để ở phần mô tả bên dưới nhá. Anh em nào muốn rủ bạn bè vào chơi thì cứ rủ, nói chung là cứ rủ bạn bè vào chơi, nó rất là vui, happy. Ok, nếu mà muốn rủ tôi chơi thì anh em cứ kết bạn qua cái ID của tôi này, 76VVPE4, và có cả Discord luôn nhá. Cái game này có cả Discord, rất là vui, happy luôn. Cảm ơn anh em đã xem clip này, thì anh em cho tôi xin một like, một subscribe và một chia sẻ nhé. Nếu mà yêu thích tôi thì rủ bạn bè vào xem. Ok, cảm ơn anh em, xin chào anh em nhé.